nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, giọng cải lương dài hơi một thời chinh phục khán giả khắp cả nước. Tuổi thơ của nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng được nuôi dưỡng bởi những vở cải lương cùng chuỗi ngày theo cha mẹ lưu diễn khắp nơi. Dù nghề hát lúc đó cực khổ, lúc đói lúc no, nhưng Phượng Hằng vẫn ước mơ trở thành cô đào vọng cổ. Khổ luyện với niềm đam mê tột bậc, người mộ điệu cải lương có thêm một nghệ sĩ cải lương với làn hơi dài cùng những luyến láy ngọt ngào, đặc trưng không lẫn vào đâu được. Giây phút biết mình thuộc về cải lương. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng sinh năm 1967 ở làng Nem Lai Vung, nổi tiếng của Đồng Tháp. Lẽ ra, Phượng Hằng sẽ thuần thục kỹ thuật làm nem, nhưng tuổi thơ của cô lại đắm chìm trong làn điệu cải lương, vốn là niềm đam mê của đoàn hát gia đình. Phượng Hằng kể, tuổi thơ của tôi là những ngày theo đoàn hát. Khi các cô chú trong đoàn biểu diễn, tôi thường ngồi dưới sân khấu tập tành hát theo. Đó là trò chơi, thú vui duy nhất của tuổi thơ. Cứ thế, tôi yêu cải lương, vọng cổ lúc nào không biết. Tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng, lớn đến nỗi dù nghề hát lúc bấy giờ rất khổ cực, lúc đói lúc no, cô vẫn ước ao một lần được bước lên sân khấu. Sợ con theo cái nghề khổ cực, cha mẹ Phượng Hằng ra sức ngăn cản, khuyên con nên theo nghề khác. Thế nhưng, từ lâu, sân khấu cải lương đã thấm nhuần trong tâm trí cô. Bất ngờ, Phượng Hằng được trưởng đoàn cho hát vai đào chính. Biết đây là cơ hội để thay đổi cuộc đời, Phượng Hằng mạnh dạn chấp nhận đánh cược. Khi ấy cô mới 17 tuổi nhưng phải đảm nhận vai người phụ nữ trung niên, sương gió. Để nhập vai, Phượng Hằng phải trang điểm, độ ngực, búi tóc, mang guốc cao để trông già hơn. Đó là vở Ngai Vàng và Nữ Tướng. Để khẳng định mình, tôi ca diễn bằng cả con tim. Kết thúc buổi diễn, lồng ngực tôi như vỡ òa khi thấy phía dưới sân khấu, khán giả vỗ tay thật nồng nhiệt. Lúc này tôi biết mình đã thuộc về sân khấu cải lương, Phượng Hằng nhớ lại. Liều lĩnh phá cách. Chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, Phượng Hằng trở thành cô đào ăn khách bậc nhất của đoàn hát. Tuy nhiên, nổi tiếng quá nhanh nên cô vấp phải vô số chướng ngại. Nhiều bạn diễn lời ra tiếng vào, họ cho rằng cô nhờ cái bóng của cha mẹ nên mới được đứng trên sân khấu. Lúc này, Phượng Hằng biết rằng để theo được với nghề, thoát khỏi chiếc bóng của cha mẹ, cô phải có nét riêng, phong cách riêng. Ban đầu, nữ nghệ sĩ tìm nghe băng đĩa của những thần tượng để học hỏi. Cô nhớ lại, ngày xưa khi nghe làn hơi dài của chị Thanh Kim Huệ, anh Minh Cảnh, tôi thích lắm. Tôi phục anh chị vì ca một lần kéo dài đến vài chục từ mà vẫn ngọt ngào, làn hơi đều đặn, trọn vẹn. Thế là tôi lao vào tập, cố sao hát cho hay, hơi dài được như anh Minh Cảnh. Chị Thanh Kim Huệ, tôi tập đêm, tập ngày, tập lấy hơi, tập giữ hơi trong khi hát. Cuối cùng tôi cũng thành công. Tuy nhiên, khi hát được như hai thần tượng của mình, Phượng Hằng lại muốn phát triển hơi hơn nữa. Cô muốn tạo ra cho mình một kiểu hát riêng. Thế rồi, cô đã hát dài hơi gấp đôi, gấp ba. Không dừng ở đó, cô còn phá cách bằng việc tạo ra những đoạn luyến láy, trầm bổng. Nữ nghệ sĩ nhớ lại, lúc mới đầu tập rất khó, bởi khi ca dài hơi thì luyến láy không được, luyến láy được lại đứt hơi. Lúc đó, có nhiều người không đồng tình với cách hát của tôi. Họ nói tôi ngông cuồng, thích phá cách, chơi trội. Có lúc tôi tưởng chừng như mình không thể đi hết cuối cùng sự sáng tạo của mình. Thế nhưng mọi hoài nghi chán dường cũng tan biến khi Phượng Hằng giới thiệu cách ca vọng cổ mới trên sân khấu. Nghe cô hát, khán giả nhiệt tâm ủng hộ bằng những tràng pháo tay dài không ngớt. Giọng ca vàng của thế hệ mới. Đầu năm 1986, Phượng Hằng được anh trai là nghệ sĩ Minh Tiến giới thiệu về đoàn sân khấu thành phố để học hỏi. Nhìn cô bé non choẹt, dáng người nhỏ nhắn, giống học sinh hơn là nghệ sĩ, mọi người có vẻ không quan tâm. Thôi thì đoàn đang đào tạo diễn viên trẻ, cứ thử và xem sao. Phượng Hằng ca thử cho hội đồng chuyên môn của đoàn nghe, câu vọng cổ dài hơi trong kịch bản Ngai Vàng và Nữ Tướng, Khói Rừng Quê Mẹ được cô cất lên lanh lảnh. Ông trưởng đoàn Trung Hiếu mừng như bắt được vàng, có người thay thế Ngân Quỳnh rồi, bởi ông chưa hề nghe một nữ nghệ sĩ nào ca hay như thế. Giọng ca trẻ khỏe, âm vực rộng, cao vút, ca một hơi dài gần một phút, rõ từng chữ mà không thấy ráng, nổi gân cổ hay đỏ mặt tía tai. Phượng Hằng ca như nói, chẳng lộ vẻ mệt nhọc gì. Vậy là Phượng Hằng hát liền vai Phượng, vai chánh của Ngân Quỳnh trong Sóng Gió Cuộc Đời. Đêm đầu tiên, Phượng Hằng diễn tại rạp Nhân Dân, Hào Huê. Cảnh 1 rồi cũng đi qua suôn sẻ. Tới cảnh 2, Phượng Hằng vô vọng cổ, khán giả vỗ tay 3 lần câu vô chưa hết. Những tiếng huýt sáo, những lời khen tặng như trút đi nỗi lo lắng trong lòng. Kể từ đó về sau, đoàn hát doanh thu cứ tăng dần,
Dù là vở cũ diễn đi diễn lại suốt cả năm, Phượng Hằng đã góp sức làm đổi thay, tăng lên sự hấp dẫn của đoàn cải lương trung hiếu. Hai tháng sau, Châu Thanh mới về đoàn, anh bỏ nghệ danh Tuấn Kiệt. Dù Tuấn Kiệt đang nổi lên như một hiện tượng, ngôi sao trẻ rất ăn khách ở các tỉnh, Châu Thanh, Phượng Hằng kết hợp lại thành một cặp bài trùng. Nhận thấy lực lượng đã ổn định, đoàn quyết định dựng vở mới Chiến công thầm lặng của tác giả Văn Báu, chuyển thể Lâm Nhất Phương, Đăng Minh, nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Đoàn Bá dàn dựng. Ban đầu, Phượng Hằng được phân hát đào nhì, nhưng rồi lần lượt Kiều Lan, Kim Hương, Mai Sương, Yến Nhung, bốn cô đào chánh xin nghỉ. Vậy là Phượng Hằng được đôn lên hát vai hồng, vai chánh đầu tiên trong một vở mới của đoàn. Vai hồng không nhiều đất diễn, nhưng mỗi lớp xuất hiện của Phượng Hằng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Ở cảnh kết, khi Hồng bị kẻ thù xử bắn, khán giả vì quá thương Phượng Hằng đã đề nghị đoàn nên sửa lại cảnh kết cho Hồng được sống. Duyên nghiệp với vụ án Mã Ngưu. Sau thành công của vở Chiến công thầm lặng, cặp đôi Châu Thanh Phượng Hằng bắt đầu được mọi người chú ý hơn. Đoàn dựng tiếp vở Vụ án Mã Ngưu, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng nhớ lại: "Tôi nhớ nhất là ngày cầm kịch bản vở Vụ án Mã Ngưu. Tôi chưa từng thấy kịch bản nào hay và khó đến vậy. Khi tập, đích thân thầy Đoàn Bá chỉ dạy cho tôi. Thầy bẻ tay, nắn chân, sửa các động tác. Rồi thầy nói, con mà diễn vở này là coi như trúng số rồi đó." Vụ án Mã Ngưu là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời nghệ thuật của Phượng Hằng, Châu Thanh. Nhắc tới Vụ án Mã Ngưu, người ta nhớ đoàn cải lương trung hiếu, nhớ tới Phượng Hằng và Châu Thanh. Diễn tinh tế kết hợp với lối ca dài hơi, mới lạ. Phượng Hằng vạch ra một hướng nghệ thuật mới, làm phong phú thêm cách ca diễn trên sân khấu cải lương. Danh tiếng của nữ nghệ sĩ nhanh chóng lan tỏa khắp cả nước. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Đỉnh cao của phụ nữ là gia đình. Phượng Hằng cho rằng đỉnh cao cần phải đạt và giữ cho bằng được của người phụ nữ Việt Nam chính là mái ấm gia đình. Cô tâm sự, là người của công chúng nên show diễn nhiều và cũng khó lòng từ chối tình cảm của khán giả. Nhưng từ khi lập gia đình, tôi giữ nguyên tắc là dù muộn đến mấy, diễn xong vẫn phải trở về nhà, chứ không ở lại qua đêm. Tổ ấm Phượng Hằng luôn muốn quay về bây giờ là căn nhà 3 tầng thanh thang ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Chung nhà nhưng chúng tôi như vợ chồng ngâu. Ngày anh đi làm thì tôi ở nhà, còn đêm tôi đi hát anh lại về nhà. Vì thế luôn trở về nhà sau đêm diễn là cách tránh điều tiếng thị phi cho mình và giữ lòng tin cho chồng, Phượng Hằng nói. Chồng khá điển trai, lại làm công việc biên tập sân khấu truyền hình, tiếp xúc với nhiều các nghệ sĩ nữ nên khó tránh lời ong tiếng ve. Là người trong nghề nên Phượng Hằng cũng không thể không nghe. Cô nói, con người không ai trọn vẹn, đã là vợ chồng thì phải hiểu và tin nhau để vượt qua mọi nghi ngờ mà vun đắp hòa khí gia đình. Bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa trên sân khấu lúc cầm quạt thì đẹp dịu dàng, lúc cầm gươm lại oai phong lẫm liệt. Bàn tay đó ít ai hình dung cô có thể cầm son chảo, dao, kéo ở nhà một cách thuần thục, dù cô vẫn tự nhận không phải mẫu người làm bếp giỏi. Tuy vậy, Phượng Hằng vẫn hớn hở. Trong sở đoạn của mình, với món cá hấp cuốn bánh tráng chấm mắm nêm thì chưa nghe cha con anh ấy chê lần nào. Hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống, chén trong sóng cũng nhất định có lúc phải khua. Vấn đề là làm sao chén khua mà hạnh phúc gia đình không sức mẻ. Phượng Hằng nói, vợ chồng tôi vốn khắc khẩu, nói chưa tới hai câu là bắt đầu thấy mâu thuẫn. Yêu thương con nên ai cũng nghĩ cách dạy của mình là hợp lý và đúng đắn, nên dễ xảy ra bất đồng. Tìm cách để đi đến thống nhất trong quan điểm dạy dỗ con cái chính là chìa khóa vàng giúp cho gia đình nghệ sĩ vững bền. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé.